Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một trải bài chung và chủ đề trải bài chung ngày hôm nay đó là ấn tượng đầu tiên của họ về bạn như thế nào. Và cái nhân vật họ ở đây có thể là bất kỳ ai. Bạn có thể nghĩ đến một người rồi chọn một tụ bài cho mình, hoặc là các bạn có thể nghĩ đến nhiều người và mỗi người thì các bạn chọn một tụ bài. Ngoài ra thì mình không có quy định đây là chuyện tình cảm, gia đình, bạn bè hay gì hết. Cho nên thông điệp nào xuất hiện thì mình sẽ đọc thông điệp đó cho các bạn. Tuy nhiên thì đối với cái ý định của mình thì đây có thể là một cái người họ để lại một cái dấu ấn nào đó ở trong cái cuộc sống các bạn, hoặc là có thể một cái nhân vật có duyên với các bạn một chút chẳng hạn, ví dụ như vậy. Cho nên các bạn cứ cởi mở và đón nhận những cái thông điệp ha. Đây là trải bài chung cho nên câu chuyện nó có thể không hoàn toàn đúng với các bạn. Các bạn hãy lựa chọn những thông tin có liên quan, và nếu tình huống nào các bạn cảm thấy không phù hợp thì đó có thể là câu chuyện của người khác. Và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa là chủ đề ngày hôm nay đó là ấn tượng đầu tiên của họ dành cho bạn là như thế nào. Ok, ở đây thì như mọi khi thì mình đã chuẩn bị 4 tụ bài. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chọn kẹp ha. Ở tụ bài thứ nhất thì mình có một cái kẹp, kẹp này gọi là kẹp tâm ha. Mình cũng không rõ lắm, và nó có chữ chocolate. Mấy các bạn có thấy không? Đây. Tụ thứ hai là một cái kẹp đen bình thường. Đây là tụ thứ ba. Tụ thứ ba đây. Và cuối cùng là tụ bài thứ tư. Cái này thì này là một cái kẹp hình hoa hướng dương và mình mua để mình kẹp lên cặp cho dễ thương thôi, chứ mình cũng không định kẹp cái này lên đầu. Ok, thứ tự một lần nữa là 1, 2, 3, 4. Chủ đề đó là ấn tượng đầu tiên của họ dành cho bạn như thế nào. Và cái ấn tượng này nó có thể là cảm quan của họ thôi. Nó có thể không phải thật sự là con người của bạn, hoặc là thật sự là đánh giá của bạn. Có nhiều khi bạn gặp một người bạn thấy rất là ghét họ, nhưng mà có thể họ cảm thấy là bạn thật là thú vị chẳng hạn. Cho nên đây hoàn toàn là về cái suy nghĩ và cái nhìn nhận của người kia thôi, của đối phương thôi. Và cái nhìn nhận này là ở cái lần đầu tiên. Chứ có thể lúc đó là hai người chưa tiếp xúc nhiều, cho nên có thể chưa có những cái nhận định nó chính xác. Đây chỉ là những cái cảm quan đầu tiên thôi. Thứ tự là 1, 2, 3, 4. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ nhất nha. Chào các bạn ở tụ bài thứ nhất, các bạn đã lựa chọn cái kẹp hình không, cái kẹp có chữ chocolate này. Đây. Và mình sẽ để kẹp của các bạn ở đây nha. Cái này nó khó quá, không có tìm được một cái hướng nào nhìn cho nó sáng sủa. Nó cứ tối tối nha. Ok, và câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta đó là ấn tượng đầu tiên của họ dành cho bạn như thế nào? Cái tụ này rất là dễ thương. Nói chung mình cảm thấy rất là dễ thương. Cái người này á, cái lần đầu tiên bạn gặp họ, có thể là trong như thế này, có thể cái tình huống lần đầu tiên bạn gặp họ là trong vấn đề về công việc. Cái người này có thể là một đối tác làm ăn của các bạn, hoặc là một đồng nghiệp của các bạn. Và cái sự tương tác này nó có thể diễn ra ở một cái nơi mà cách cái khoảng nơi các bạn ở. Ví dụ như bạn đến một cái chỗ khác bạn công tác và bạn gặp cái người này, hoặc là đây là một cái đối tượng mà trong một cái đối tượng đồng nghiệp mà đến cái nơi A đó thì bạn mới gặp được cái người này. Nhìn chung thì mình thấy bạn với người này gặp nhau ở trong một cái chuyến đi, hoặc là ở một cái nơi nào đó nó cách khá xa, hoặc là nó không phải là cái nơi mà các bạn sống và sinh sống và làm việc á.
Và ở đây mình thấy là nó có mang cái yếu tố về công việc, nó có mang cái yếu tố về hợp tác, hoặc cũng có thể đây là cái trường hợp ví dụ như là bạn là một bạn đi du học chẳng hạn, bạn gặp cái người này chẳng hạn, là mình cảm thấy như vậy. Thì cái nói chung là hai bạn gặp nhau ở một cái nơi nó mới mẻ, nó không phải là cái quê nhà của các bạn. Và nhìn nhìn chung ở đây á, mình cảm thấy cái người này á, cái người này cảm thấy bạn là một cái người sống rất là tình cảm. Và mình có cảm giác ở đây á, là cái nhân vật này họ nghĩ ra, nếu mà họ biết về chiêm tinh á, họ sẽ đoán rằng bạn là một người toàn là cung nước thôi. Cung nước là có cự giải, song ngư và bọ cạp á. Trong mắt họ bạn là một người rất là tình cảm, bạn sống rất là kiểu quan tâm người khác, chăm sóc người khác. Ở đây nó có một cái gì đó nó gợi cho mình cái cảm giác của cự giải. Một cái người chăm sóc, một cái người mà trong một cái đoàn hội, đoàn thể, trong một cái cộng đồng thì bạn sẽ làm cái nhiệm vụ chăm nom mà giữ trẻ nè, nấu ăn nè, thêu thùa, may vá các kiểu như vậy, đại khái là như vậy đó. Và ở đây á, bạn là một cái người rất là thích trong cái việc mà an ủi người khác, nhìn chung bạn là người sống tình cảm và bạn thể hiện cái sự quan tâm chăm sóc với người khác. Và mình thấy ở đây á, có một cái, nhưng mà có một cái vấn đề là có thể cái người này họ gặp các bạn trong một cái trường hợp, một cái tình huống mà các bạn đang đang trải qua một cái sự thay đổi. Cái sự thay đổi này mình cảm thấy phần nhiều là nó liên quan đến cái việc thứ nhất á, là có thể bạn, ví dụ như mình xa quê nè, mình đi du học nè, bạn bứt khỏi cái cội nguồn các bạn và các bạn cảm thấy khó chịu, các bạn cảm thấy lạc lõng, các bạn cảm thấy buồn đó. Cái thứ hai là có thể bạn vừa mới thoát khỏi một cái mối quan hệ, vừa mới chia tay một người nào đó, hoặc là mối quan hệ nào đó nó sụp đổ, một cái việc gì đó mà các bạn gắn bó tình cảm nó không có còn nữa. Cho nên cái người này, mặc dù người này nhìn thấy bạn là một cái đối tượng tình cảm nè, dịu dàng, truyền thống, có một đôi đôi nét chút chút của cái sự truyền thống ở đây mình cảm nhận vậy, nhưng mà họ cảm thấy với các bạn một cái nỗi buồn nào đó, họ cảm thấy là bạn đang có một cái việc gì đó nó buồn và họ đang cảm thấy là bạn đang bị tiêu cực. Có nghĩa là mặc dù đây có thể là lần đầu tiên họ gặp các bạn, nhưng mà họ họ vẫn biết là cái sự tiêu cực này nó là mới đây thôi, nó không phải là cái con người nguyên bản các bạn. Con người nguyên bản của các bạn là một cái người dịu dàng, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng tích cực. Chứ cái người này có nghĩa là bạn, họ đoán là bạn đang có một cái trải qua một cái dư chấn của một cái cuộc chia tay, của một cái sự sụp đổ nào đó. Và cái người này mình thấy á, là họ 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 thấy được rằng á, là cảm giác sao hả? Mình nghĩ cái đối tượng này của các bạn không phải là một cái dạng người mà sống quá tình cảm đâu. Mình cảm thấy cái người này sống lý tính, cho nên khi mà đối diện với một cái người mà tình cảm như các bạn á, một cái người mà coi trọng tình cảm mà lúc nào cũng là sống về tình cảm nhiều như các bạn á, thì có một cái cảm giác khác của họ là họ cảm thấy là tại sao phải như vậy. Họ cảm thấy là họ không hiểu được là tại sao cứ cứ vì một cái chuyện tình cảm mà có thể như vậy. Họ nói chung là họ 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 cảm thấy bạn có một khía cạnh nào đó, họ cảm thấy bạn hơi bị ủy mị chẳng hạn, hơi bị yếu đuối chẳng hạn, và họ không hiểu là tại sao lại như vậy, tại sao cần thiết phải tốn thời gian, tốn công sức cho một cái câu chuyện nó như vậy. Nhưng mà cái người này họ họ vẫn hiểu đó là những cái sự xung khắc về cái việc mà cái góc nhìn thôi, với cái góc nhìn và cách nhìn nhận vấn đề thôi. Chứ thật ra họ vẫn rất là gọi là sao hơn, họ vẫn rất là trân trọng cái một cái con người mà có cái trái tim nhiều tình cảm như các bạn, trân trọng một cái người mà có một cái trái tim yêu thương, và họ biết được rằng cái tình cảm yêu thương của các bạn á, nó mang lại các bạn đau khổ, nó mang lại cho các bạn cái sự đau khổ. Cho nên thành ra họ muốn nói với các bạn ngay cái lần gặp đầu tiên á, mình thấy là họ đã có một số cái lời muốn nói với các bạn á, là cái người như các bạn thì chắc chắn sẽ gặp được một cái đối tượng tốt, một cái đối tượng mà sẽ thật sự là hiểu và trân trọng cái tình cảm và cái con người các bạn, cái trái tim nhạy cảm của các bạn. Các bạn hãy cứ lạc quan lên, cái người đó đang ở đâu đó và chờ đợi các bạn ngoài kia. Và họ thấy họ nhắn nhủ với các bạn như vậy thì mình cũng không 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 cảm thấy được á, là lúc mà gặp các bạn họ chỉ đơn thuần ở đây là mình cảm thấy họ có một cái sự ngưỡng mộ thôi. Không phải ngưỡng mộ đúng là mà cảm thấy rất là cảm mến á. Giống như là chúng ta gặp một cái người mà họ dịu dàng, họ ôn hòa, là chúng ta sẽ có một cảm giác cảm mến, chúng ta sẽ có một cảm giác là chúng ta kiểu thân thiết với người đó. Thì ở đây mình cảm thấy như vậy, chứ cái ấn tượng đầu tiên nó không có mang, họ không có bị thu hút bởi cái, không không có bị thu hút nhiều bởi cái ngoại hình của các bạn, mà trái tim của các bạn mới là thứ khiến cho họ cảm thấy ổn. À, không phải cảm thấy ổn mà cảm thấy được cảm thấy kết nối á.
mới có tiền thủy nghịch hành thôi mà cái cách dùng từ của mình nó cứ bị ngắt ngứ. Và nói chung mình thấy đối với một cái trải bài thì đây, cái ấn tượng như thế này là tương đối là tốt. Mặc dù cái người này á, gọi là nếu mà có họ sẽ làm bạn với các bạn, mình cảm thấy là hai bạn sẽ có thể sẽ phát triển và gây dựng được một cái tình bạn nếu mà hai bạn ở bên nhau lâu, hai bạn có cái điều kiện để mà tiếp xúc với nhau. Cái mối quan hệ này á, cái ấn tượng đầu tiên nó chỉ dừng lại ở cái sự cảm mến thôi, nó chưa phải là một cái gì đó đùng một cái sét đánh hay là như thế này như thế kia để mà cố chấp sống chết chạy theo nhau. Nhưng mà cái mối quan hệ này mình cảm thấy rất là có hy vọng. Nếu hiện tại bây giờ bạn với người đó vẫn đang ở bên cạnh nhau, vẫn là bạn của nhau á, thì mình cảm thấy đây là một cái tình bạn mà có nhiều cái sự chia sẻ và hai bạn sẽ giúp cho nhau có được cái góc nhìn. Có nghĩa là một người thì luôn luôn dùng đầu óc, một người thì luôn luôn dùng tình cảm, thì có thể có những cái sự chia sẻ, những cái cách để giúp cho đối phương phát triển được thêm những cái phần mà bản thân khuyết thiếu. Ok, và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ nhất. Mình hy vọng là mang đến được thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài khác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ hai. Cho các bạn ở tụ bài thứ hai, các bạn đã chọn cái kẹp màu đen này và mình sẽ để nó ở đây. Thông điệp ngày hôm không phải thông điệp mà là cái giai đoạn tiền nghịch hành này mệt mỏi. Thông điệp ngày hôm nay đó sẽ là trải bài chung ngày hôm nay, đó là họ ấn tượng đầu tiên của họ về bạn như thế nào. Mình xin lỗi các bạn nếu mà mình nói chuyện nó không có được trơn tru lắm, mình cũng biết tại sao. Cái đối tượng ở tụ bài này á thì cái ấn tượng đầu tiên của họ về bạn như thế nào, thì ấn tượng đầu tiên của họ về bạn á thì mình cảm thấy ở đây là họ có thể là hai bạn đầu tiên thì hai bạn chưa có nói được nhiều, chưa có nói chuyện với nhau nhiều, chưa có chia sẻ với nhau nhiều, cũng như chưa có bộc lộ cái con người thật của mình nhiều. Nhưng mà ở đây mình cảm thấy có một cái gì đó giống như là đồng bệnh tương liên á, có nghĩa là người này họ thấy bạn là một người bạn trải qua nhiều chuyện. Có thể là trong cái họ nhận định là thế này, họ nhận định là bạn là một cái đối tượng đã có nhiều cái sự biến cố xảy ra trong cuộc đời các bạn. Cái con người hiện tại của các bạn á, là một con người thông minh, người thông thái, một con người mà có chiều sâu. Và những cái điều này á, nó không phải đến một cách tự nhiên, nó không phải đến một cách thuận lợi dễ dàng, mà nó đến từ những cái trải nghiệm đau đớn ở trong quá khứ các bạn. Có thể là các bạn chịu nhiều cái người phản bội, các bạn chịu nhiều cái tình cảnh mà khi mà cái sự việc nó sắp xong rồi, nó sắp hoàn thành rồi, hoặc là mọi thứ đang êm đẹp thì đột ngột sụp đổ. Bạn chịu nhiều cái sự lừa dối, nhiều cái việc mà người khác đối xử không tốt với mình, và sau những cái lần vậy á, bạn trưởng thành hơn, bạn có được một cái nhìn, một cái suy nghĩ, một cái cách nhìn nhận vào một cái sự nghiệp hoặc là một cái tài sản hoặc là một cái thành tựu nào đó mà khiến cho người khác rất là nhìn vào thì họ chỉ thấy ngưỡng mộ thôi. Nhưng mà họ không biết là đằng sau cái hào quang đó, đằng sau những cái sự thành công đó là một cái tâm hồn, một cái trái tim đã chịu nhiều cái tổn thương. Và thật ra mình thấy á, cái tổn thương các bạn nó chưa có được chữa lành hoàn toàn đâu, nó vẫn còn ở đó, bạn vẫn còn những cái vết hằn của cái việc mà đau khổ trong quá khứ nó gây ra. Đằng sau cái vẻ mà vững chãi hào nhoáng của các bạn, đằng sau những cái gì mà lộng lẫy, những cái gì mà rực rỡ của các bạn á, là bên trong là một cái sự kiệt quệ, một cái sự mệt mỏi, một cái khao khát tìm được một chốn về, một cái nơi nào đó mà các bạn có thể không phải chịu những cái đau khổ, những cái suy sụp nữa. Và ở đây á, mình thấy cái người này họ nhận định với bạn á là bạn là một người có rất là nhiều bí mật, bạn có rất là nhiều điều mà bạn chưa có nói ra, và bạn là cái kiểu mà không phải là hai mặt giả dối, nhưng mà bên trong các bạn có một cái chiều sâu khác, một cái thế giới khác mà không phải ai cũng có thể bước vào được. Và cái người này họ muốn nhắn với các bạn á, là ngay từ cái lần đầu tiên họ gặp các bạn là họ đã
họ đã cảm nhận được cái chuyện đó liền. Bởi vì sao? Bởi vì hai bạn là cùng một loại người, có nghĩa không, cùng một loại người ở đây có nghĩa là bản thân họ trong quá khứ cũng có những cái trải nghiệm rất là khó chịu, cũng có những cái sự sụp đổ, cũng là một người trong thì ổn, trong thì ok, mọi thứ hoàn hảo, nhưng mà sâu thẳm bên trong họ là một cái trái tim nhiều cái sự tổn thương. Cho nên đây họ cảm thấy bạn là giống như là bạn là mỗi người tri kỷ của họ, có nghĩa là một cái người hiểu họ, thấu hiểu họ, và họ tin rằng khi mà họ nói và họ chia sẻ ra, bạn có thể hiểu được những cái điều đó, có hiểu được cái nỗi đau của họ theo cái cách mà không ai có thể hiểu được, bởi vì hai bạn đều đã trải qua những cái chuyện như thế này. Hai bạn cũng có thể trải qua một số cái sự kiện đặc biệt trong cuộc sống mà không phải gặp với tất cả mọi người. Mình ví dụ, mình chỉ ví dụ thôi, ví dụ hai bạn là có thể là cùng xảy ra một cái sự mất một người thân nào đó, hoặc là bị một cái tai nạn nào đó, hoặc là hai bạn come out như thế này. Nói chung là những cái sự kiện mà nó không có phải là phổ biến với tất cả mọi người. Thì ở đây cái người này nói á, là họ không có nhìn bạn bằng cái đôi mắt bình thường, họ không có nhìn bạn bằng cái sự đánh giá bình thường, mà ở đây họ nghe thấy bạn, có nghĩa là họ nhìn bạn bằng cái trái tim của họ, và hai cái trái tim của bạn, hai bạn á, nhìn thấy nhau, nhìn thấy những cái vết thương, những cái tổn thương bên trong nhau. Và cái người này á, mình cảm thấy là họ họ muốn kết nối với các bạn. Có thể ở đây là mình cảm thấy cái xu hướng là có thể mang cái tính là lãng mạn họ, nhưng mà lãng mạn nó không không phải quá theo cái kiểu mà tình tình yêu đâu. Nói chung mình không có cảm thấy cái trải bài này là tình yêu. Cái trải bài này nó mang nhiều cái tính là nó là một cái tình bạn rất là đặc biệt mà không phải ai cũng hiểu được, không phải ai cũng thấu hiểu được cái chuyện đó. Nó có phát triển lên được đến tình yêu hay không á, thì đó vẫn còn là câu chuyện tương lai, nhưng mà trong cái giây phút đó thì đối với họ, họ cảm nhận bạn là một cái gì đó trên tình bạn với họ, và họ muốn có cái sự kết nối này. Và cái sự kết nối này nó đến từ cái thôi thúc là hai trái tim tổn thương của các bạn á thu hút lẫn nhau và muốn cùng nhau giúp đỡ để cùng nhau chữa lành, cùng nhau nuôi dưỡng cái trái tim của mỗi người, để các bạn có thể có nhiều cái trải nghiệm hơn, nhiều cái sự hạnh phúc hơn ở trong cái cuộc sống. Và mình thấy cái đối tượng này á là một cái người mà nhìn nhìn chung á thì họ nghĩ rằng á những cái gì mà họ thấy, có nghĩa là ví dụ như họ lo sợ về cái danh tính của họ, hoặc là những cái định kiến xã hội hay như thế này thế kia, thì họ tin rằng bạn cũng hiểu được những cái điều đó, và bạn cũng có những cái vấn đề tương tự như vậy, cho nên họ rất là muốn tiếp cận bạn, rất là muốn gần gũi với các bạn. Và cái người này có thể họ sẽ có, mình không có cảm thấy họ là một người giống như là quá trẻ trâu, tại vì họ cũng đã trải qua nhiều chuyện, cho nên mình cũng không nghĩ là họ là một người quá trẻ trâu đâu. Nhưng mà có thể cái thái độ của họ lúc mà gặp bạn á, nó sẽ hơi có vồ vập một chút so với bản thân của họ thông thường. Ví dụ bình thường bạn nghe họ là một người lạnh lùng như thế này thế kia, nhưng mà khi cái hôm nó gặp bạn, họ rất là nhiệt tình, họ rất là thoải mái trò chuyện. Và ở đây mình nói chung mình cảm thấy ở đây có một cái sự đồng cảm rất là sâu sắc. Mình không rõ lắm là hai bạn có thật sự trò chuyện với nhau không, nhưng mà ở đây mình thấy cái người này á, họ không cần thiết bạn phải nói ra quá nhiều, thông qua một số cái cử chỉ, thông qua một số cái hình ảnh, thông qua một số cái câu chuyện nhỏ nhỏ của các bạn, hoặc là đối với những cái trường hợp đặc biệt á, thì chỉ cần thông qua cái dáng vẻ của các bạn, cái ngoại hình bên ngoài, họ cũng đã hiểu được rằng cái người này giống mình, cái người này có những cái tổn thương giống như mình vậy. Và bây giờ chúng ta đến đây để chúng ta chữa lành với nhau. Cho nên nếu bây giờ các bạn vẫn có giữ được cái mối quan hệ này, thì mình cảm thấy cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ nó tương đối có tương lai. Chỉ có điều lưu ý á, là nếu mà hai trái tim mà quá tổn thương á, khi mà các bạn đến với nhau á, thì nó đôi khi các bạn sẽ không không có đủ sức để mà các bạn đối diện, cùng nhau đối diện với cái nỗi đau của mình, cùng nhau đi qua, và nó sẽ khiến cho cái tình trạng của cả hai trở nên tệ hơn. Cho nên ở đây nếu mà các bạn trong mối quan hệ này thì mình nghĩ rằng các bạn từ từ thôi, cứ để mối quan hệ nó phát triển từ từ. Và thật ra cái mối quan hệ này á, nếu mà muốn phát triển cao hơn hoặc là muốn có sự chữa lành thật sự á, thì nó còn rất là nhiều cái sự dũng cảm. Có thể hai bạn dám thú nhận với nhau là mình như thế này, mình như thế kia, nhưng mà liệu bạn có coi cái người kia là cái nạn của mình hay không? Bạn có coi cái người kia là một cái điểm bám víu của mình hay không? Thì đó cũng vẫn là một cái câu hỏi mà các bạn cần phải nhìn nhận hết sức là kỹ khi mà các bạn tham gia cái tương tác này. Nhưng mà dù sao thì mình thấy đây là một cái tương tác rất là đáng quý, một cái tương tác thật sự là như một món quà vậy đó. Chúng ta cuối cùng cũng không có cảm thấy lạc loài nữa, cũng không có cảm thấy cô đơn nữa, cuối cùng chúng ta đã tìm được một cái đối tượng có thể chia sẻ được. Thì mình thấy đây là một cái tương tác nó rất là tốt đẹp.
mình cảm thấy như vậy. Ok, và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ hai. Mình hy vọng là mang được những cái thông điệp có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trái bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn tụ bài thứ ba. Xin chào các bạn, ở tụ bài thứ ba các bạn đã lựa chọn cái kẹp màu vàng này. Và câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta đó là ấn tượng đầu tiên của họ về bạn là như thế nào? Không có gì đâu, mình cười là mình thấy nó không không phải xấu gì nhưng mà thấy thấy khá vui. Cái câu chuyện này thì mình thấy nó hơi đặc biệt, mình cũng không biết tại sao mình nghĩ đến câu chuyện này nữa, cho nên nếu các bạn cảm thấy không phù hợp thì cứ bỏ qua ha. Ở đây á, mình muốn nói đến một cái mặc dù á, gọi là ấn tượng đầu tiên của họ về bạn như thế nào, nhưng mà cái trong cái trường hợp này mình lại không cảm giác là nó đầu tiên theo kiểu là mới nguyên các bạn gặp lại nhau, các bạn gặp nhau, mà cái câu chuyện này mình có một cái cảm giác là hai bạn gặp nhau trước rồi, biết nhau trước rồi. Sau đó có một cái khoảng thời gian cách nhau rất là xa. Có thể các bạn nhiều năm không gặp nhau và sau đó các bạn gặp lại thì cái ấn tượng đầu tiên trong cái lần gặp lại đó là như thế nào? Thì mình thấy nó sẽ phù hợp hơn với cái trải bài này. Mình không có cảm giác đây là một cái người lạ, họ ở đây không phải là một người lạ. Thì đó đó là cái mình đang khoanh vùng cái đối tượng. Để nếu các bạn cảm thấy không phù hợp thì chúng ta có thể bỏ qua. Thì ở đây á, mình thấy cái câu chuyện là như thế này. Hai bạn đã biết nhau từ trước rồi. Và trong cái mắt mắt họ đó giờ á, cái hình ảnh cũ các bạn á, có thể là một cái người rất là quyền lực. Các bạn có thể có một cái vị trí cao trong công việc, trong cộng đồng, trong hội nhóm, trong cái nơi mà các bạn sống. Các bạn có thể rất là có tiếng nói. Các bạn là một người rất là dũng cảm, không phải dũng cảm, gọi là rất là nhiệt tình, lúc nào cũng tiến lên phía trước, lúc nào cũng nóng. Cũng lúc nào cũng nhanh 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 nhanh, muốn mọi thứ nó nhanh lên nhanh lên. Thì đó là họ, bạn ở trong cái ấn tượng của họ, bạn là một người có đôi chút cái sự kiêu ngạo, cái sự giống như là đứng trên đỉnh vinh quang và nhìn xuống thế nhân, kiểu kiểu giống vậy á, có một cái sự tự hào, có một sự kiêu ngạo, bạn ở đỉnh cao của danh vọng, của tiền, của quyền lực, của bất kỳ điều gì mà giây phút đó nó khiến cho các bạn rất là cảm thấy bản thân có giá trị. Thì sau một thời gian vì một cái lý do nào đó hai bạn chia tay nhau, hai bạn không gặp gỡ, hai bạn không trò chuyện và hai bạn không có điều kiện để nhìn thấy một cách rõ ràng hoặc là toàn bộ chi tiết cái cuộc sống của đối phương, hoặc là ít nhất họ không có điều kiện làm như vậy với bạn. Thì bây giờ khi gặp lại á, họ lại cảm thấy bạn bạn khác, bạn rất là khác. Thì cái ấn tượng này là ấn tượng của họ dành cho bạn sau một thời gian gặp lại không? Họ thấy rằng á, bạn là một cái người giống như kiểu là bỏ phố lên rừng á, kiểu bạn quay lưng với tất cả những cái danh vọng, có thể là bạn đang nghỉ việc ở nơi cũ rồi, bạn không còn ở trong căn nhà siêu to, đi một chiếc xe siêu đẹp, siêu sang, siêu đắt tiền, mà bạn trở thành một cái người sống một cuộc sống nó bình dị hơn. Bạn có thể chọn một công việc nào đó nó giản dị, ví dụ như là bạn làm một cái người làm vườn trồng cây, hoặc là bạn mở một lớp học nào đó dạy học, dạy nhạc, dạy đàn, dạy ngôn ngữ, dạy tarot, dạy bất kỳ gì. Nói chung là bạn có một cuộc sống nó mang hơi cái tính điền viên á, có nghĩa là đơn giản, là nông thôn, mang cái nét nông thôn, tự trồng tự ăn. Hoặc là bạn chuyển đến một cái bộ phận nào đó làm một cái việc đó nó nhàn hạ hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó không có màu của danh vọng. Mình cảm thấy như vậy và bạn sống rất là thuận tự nhiên, có nghĩa là bạn thích xài những cái sản phẩm tự nhiên nè, bạn không có tranh giành nữa. Nếu cái chuyện đó đến thì bạn đón nhận, còn nếu như mà đột nhiên bạn bị như thế này thế kia hoặc là người khác cướp quyền lực của bạn thì bạn cũng cảm thấy không sao, đó không phải của mình thì mình cứ buông. Nói chung là bạn sống đối với cái cá nhân của họ nha, họ thấy bạn sống rất là giống như là đời đời đưa thì mình đẩy đó, cứ để mặc cuộc đời cuốn đi.
cuốn đi và không có còn như trước, lúc nào cũng là một cái chiến binh lội ngược dòng, lúc nào cũng là một người leo núi hết. Bạn rất là thuận theo tự nhiên, bạn cứ sống bình dị vậy. Và trong cái suy nghĩ của họ, họ cảm thấy là hay là cái lúc mà họ với bạn không gặp nhau nữa, có cái chuyện gì đó nó đã xảy ra, có một cái biến cố đó xảy ra trong cái cuộc đời các bạn. Và ở đây họ cảm thấy bạn giống như kiểu là bạn bỗng nhiên bạn bị mất quyền lực á, và họ cảm thấy buồn cho cái tình cảnh của các bạn. Có thể là mặc dù thật ra trên cái trải bài này á, mình không có cảm thấy các bạn buồn, mình không cảm thấy các bạn là suy sụp như họ nghĩ, mình cảm thấy các bạn khá là tận hưởng và các bạn biết chấp nhận cái cuộc sống. Nhưng mà trong cái ánh mắt của người này á, sau một khoảng thời gian dài gặp lại và họ thấy bạn vậy, họ cảm thấy rất là buồn cho các bạn. Họ cảm thấy rất là khó chịu. Họ cảm thấy rằng bạn xứng đáng có nhiều cái sự hạnh phúc hơn. Bạn xứng đáng có một cái cuộc sống nó rực rỡ, nó vinh quang hơn. Bạn rất là giỏi, bạn rất là tốt. Tại sao bạn phải chịu cái cuộc sống như vậy? Thì mình thấy đây là cái suy nghĩ của người này. Họ thấy là bạn xứng đáng được bọc trong nhung lụa, được ngàn người kính ngưỡng, được nhiều cái điều kiện tốt nhất trong cuộc sống, chứ không phải là một cái cuộc sống mà nó đơn giản, nó bình lặng, nó không ai biết đến các bạn. Và mình thấy cái người này họ đang thấy là bạn hay là bạn đi lạc đường rồi, tại sao bạn lại cảm thấy vậy, điều gì nó khiến điều đó. Và mình thấy ở đây cái người này họ có một cái cảm giác là cái người này muốn giúp các bạn, muốn giúp các bạn tìm lại cái vinh quang ngày xưa, muốn giúp các bạn tìm lại cái hào quang ngày xưa. Nhưng mà cho dù họ đã ngỏ lời với các bạn hay chưa ngỏ lời với các bạn á, thì mình thấy có thể khả năng rất là cao cái câu trả lời các bạn là không. Bởi vì cái việc các bạn bỏ đi này á, nó là một cái sự kiện, cái sự thay đổi con người các bạn á, nó đến từ một cái việc là các bạn hiểu được rằng á, những cái thứ mà vật chất nó không có mang lại giá trị hạnh phúc cho bạn. Và đây là một cái hạnh phúc mà các bạn chọn, một cái hạnh phúc mà các bạn mong muốn, chứ không phải là ai hại rồi các bạn bất lực hay như thế nào. Thì mình không có cảm thấy cái gì đó đây. Mình cảm thấy các bạn khá là bằng lòng với cuộc sống của các bạn, và các bạn đang đi tìm những cái giá trị cao hơn, xa hơn, những cái giá trị về mặt tinh thần, xây dựng về mặt tinh thần, chứ không phải về con người vật chất, về cuộc sống vật chất các bạn nữa. Nhưng mà cái người này họ có rất là nhiều cái ý tốt. Họ nói chung cái cảm giác của họ là dù gì thì cũng là có tình nghĩa xưa, có quen biết ngày xưa, thì bây giờ họ, trong cái mắt họ, bạn đang sa cơ lỡ vận, cho nên họ có thể họ muốn giúp đỡ các bạn. Và cái người này mình nghĩ là nếu bạn bày tỏ cái suy nghĩ các bạn thì họ có thể họ không hiểu đâu. Họ không có hiểu được rằng tại sao một cuộc sống bỏ phố lên rừng nó lại hay, tại sao lại như vậy. Nói chung cái người này thật ra cái sự tức giận của họ, cái sự lo lắng của họ nó bắt nguồn từ cái việc là cái giá trị của hạnh phúc của họ với bạn đó, nó không giống nhau. Và thật ra cái người này trong trong lòng họ, họ muốn bạn hạnh phúc. Và khi mà những cái gì mà các bạn đang có nó không có phù hợp với cái chuẩn giá trị hạnh phúc của họ đó, thì họ nghĩ rằng bạn không hạnh phúc. Đó là một cái điều rất là bình thường trong cuộc sống. Cái trường hợp này rất là bình thường. Có rất là nhiều người điển hình như cha mẹ con cái chẳng hạn, không có cùng những cái giá trị về sự hạnh phúc á, cho nên khi mà bạn không có những cái giá trị theo cái chuẩn của người lớn thì người ta hay nghĩ là chúng ta không hạnh phúc và muốn giúp chúng ta, đôi khi cái cách đó là lại không đúng. Cho nên đây cái đối tượng này thì hồi nãy mình cười á, là bởi vì mình thấy khi mà mình rút bài mình thấy có một cái sự tức tối, giống như là kiểu tiếc là rèn sắt, không, nói chung là tiếc nuối là tại sao các bạn lại lại như vậy, không chịu nỗ lực, không không phấn đấu, không gì hết mà lại an an phận như vậy. Nói chung là họ bực bội. Ở đây có một chút bực bội đó, mình thấy hơi trẻ con, mặc dù cái này cái người này mình nghĩ là cũng cũng có một chỗ đứng nhất định, hoặc là một cũng có một cái hành trình nhất định rồi á, nhưng mà giống như gặp lại bạn, những cái gì nó trẻ con, nó kích phát ở trong lòng họ. Nhưng mình thấy cái người này họ khá là nói chung là cái câu chuyện thì thấy cũng tội người này, nhưng mà nói chung là thấy nó mắc cười. Đây cũng là một người mình thấy là không biết, mình không rõ lắm trong quá khứ họ đã làm gì, hoặc là có chuyện gì xảy ra khiến cho hai bạn ngắt liên lạc. Nhưng mà mình thấy á, hiện tại thì họ thật lòng lo cho các bạn, lo ở cái kiểu mà tình nghĩa, chớ yêu đương mà muốn cưới các bạn về hoặc là như thế này thế kia, gả cho các bạn, chăm sóc này kia. Yêu đương thì mình thấy không có, nhưng mà cái tính tình nghĩa nó rất là cao. Và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở thủ bài thứ ba. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với các bạn ở thủ bài thứ tư.
Chào các bạn, ở tuần bài thứ tư các bạn đã lựa chọn cái hoa hướng dương này. Cái này giống như làm bằng nỉ á. Nói chung là khá là dễ thương, nhưng mà cài lên đầu thì khá là nổi. Nếu các bạn cài lên đầu là cảm giác giống như cái vai diễn của Thành Lộc trong Vai Cám á. Có một cái bông to thì to ở trên đầu. Ok, câu hỏi ngày hôm nay đó là ấn tượng đầu tiên của họ dành cho bạn là như thế nào? Mới vào thấy một cái lá pass là thấy không phải dạng vừa. Tại sao lại release your ex nhỉ? Tự nhiên có cái lá release your ex, mình cảm thấy nó hơi chướng chướng, mình sẽ rút thêm một lá nữa. Bạn chờ mình một chút nha. Trời. Nói chung những cái lá nó ra thì nó không sai, nhưng mà tại sao mình vẫn cảm thấy hơi cấn cấn cái chữ này, cái chữ release the X này. Nói chung sau khi rút thì mình vẫn cảm thấy cái lá release the X này nó có cái sự lạc lõng nào đó trong cái trái bài này. Cho nên ở đây mình nghĩ là có một cái trường hợp ở đây, đó là các bạn với họ là ex của nhau, có nghĩa là hai bạn là người yêu cũ, bồ cũ nào đó, và hiện tại bây giờ thì không có còn quen biết nhau nữa. Đó là một cái nhánh nhỏ, một cái trường hợp nhỏ thôi. Và nhìn chung ở đây á, mình cảm thấy cái trường hợp tổng quan ở đây thì mình thấy bạn với cái nhân vật họ này ấy, là hai người ban đầu mà biết nhau á, gặp nhau á, là hai bạn là biết nhau qua, có thể qua mạng nè, hai bạn là kiểu biết nhau qua mạng chẳng hạn, gặp nhau qua mạng, và kiểu hai bạn không có thật sự là gặp trực tiếp nhau. Những cái lần đầu tiên á, hai bạn có một cái sự tương tác thông qua một cái trung gian nào đó, mạng, email, thư từ, điện thoại, đại khái vậy. Thì cái người này á, mình thấy đây á, cái người này thì có thể là một cái nhân vật bình thường, các bạn cũng có thể là người cũ các bạn ha, như mình đã nói. Thì cái ấn tượng đầu tiên của cái người này dành cho các bạn á, là họ thấy cái nói cái này thì mắc cười, nhưng mà họ thấy các bạn hơi già. Họ thấy cái này không phải là già về ngoại hình đâu, nhưng mà mình cảm giác ở đây á, có nghĩa là một cái sự già dặn, một cái sự thông thái mà chúng ta thường hay gặp ở những cái người mà họ họ trải qua nhiều chuyện á. Có thể bản thân bạn là một cái người sùng đạo, một cái người rất là hiểu về đạo, cụ thể đây có thể là đạo Phật, Thiên Chúa gì đó, thì mình thấy hai cái đạo đó xuất hiện rõ ràng ở đây. Và bạn là một cái nhân vật có thể là tuổi đời còn rất là trẻ, nhưng mà bạn tạo cho đối phương một cái cảm giác như là bạn đã sống rất là lâu rồi, bạn đã có một cái trải nghiệm rất là nhiều rồi, và bạn rất là thấu hiểu. Bạn nói chung là cái cảm giác giống như một cái nhà sư gì đó. Bạn thấu hiểu nè, bạn nhân ái nè, bạn hiền lành, bạn lúc nào cũng cũng công bằng, công tâm, bạn lúc nào cũng là từ bi hả? Cả cả đại khái vậy. Bạn rất là quan tâm chăm sóc người khác, bạn rất là thấu hiểu về những cái sự khó khăn của người khác, và bạn luôn cố gắng nhìn nhận, đón nhận những cái sự việc dưới cái góc độ là người khác cũng tổn thương, người khác cũng đau, cho nên họ mới có thể gây ra những cái nỗi đau cho mình, chứ không phải là họ cố tình họ làm gì vì họ ghét mình hay cái gì. Nói chung bạn có một cái gì đó nó rất là ấm áp và nó rất là bình tĩnh. Mặc dù bạn có thể là mình không nghĩ là bạn quá già đâu, nhưng mà cái
cái biểu hiện của các bạn, cái cảm giác bạn mang lại cho người khác là như vậy á. Bạn giống như một cây cổ thụ đó, mang lại một cảm giác rất là yên tâm, rất là nói chung là dù trời có sập thì vẫn còn có bạn, cho nên mọi người không có cảm thấy là sợ hãi khi mà ở gần cạnh bạn. Và đó là cái ấn tượng đầu tiên mà cái người này họ họ gặp gỡ các bạn, họ tiếp xúc với các bạn. Có thể là trong cái lần đầu tiên hai bạn gặp gỡ chính thức với nhau thì họ đã có cái cảm nhận như vậy. Và ở đây mình thấy chính những cái sự mà hiền từ đó của các bạn, chính những cái sự bình tĩnh, những cái sự thông thái đó các bạn á, nó khiến cho cái đối tượng này cảm thấy các bạn rất là thu hút. Các bạn rất là có một cái gì đó nó rất là hút, và họ nhìn thấy là không phải là các bạn từ bi vậy, khô cứng như củ đá, mà ngược lại các bạn có một cái sức sống nó rất là mãnh liệt. Và cái sức sức sống và cái niềm đam mê đó lại đến từ cái việc là các bạn giúp đỡ người khác, các bạn quan tâm chăm sóc người khác, và tất cả những cái thứ đó nó rất là thu hút cái người này. Và thật ra ở đây mình cảm thấy á, cái người này á, thật sự luôn á, là họ cảm thấy họ nhỏ bé với các bạn quá, họ nhỏ bé với các bạn, và họ cảm thấy á, các bạn có một cái con đường nào đó á, nó vĩ đại, nó lớn lao, một cái con đường nơi các bạn sẽ vươn cái tấm lòng, vươn cái đôi bàn tay của mình ra để các bạn chăm sóc thế giới, các bạn chăm sóc cho một cộng đồng, để các bạn có một cái sự phát triển cộng đồng, chứ không phải là những cái điều bình thường. Giống như họ nghĩ rằng định mệnh của các bạn á là phục vụ cho cộng đồng. Và khi mà đối diện với một cái người như các bạn thì mình thấy cái người này á, họ họ cảm thấy tự ti. Họ cảm thấy là có thể không, mình không cần quan tâm biểu hiện của họ như thế nào, nhưng mà cái cảm nhận của họ là họ thấy tự ti, họ thấy mình nhỏ bé với các bạn, và họ cảm thấy mình họ họ không có xứng đáng với các bạn. Ở đây á, thì không có nhiều cái sự kết nối về mặt tâm linh như các bạn, họ không có cảm thấy mình xứng đáng với các bạn á, nên mình cũng có cảm giác rất là rõ như vậy. Và cũng có thể là hai người sống ở một cái sống xa nhau, các bạn không có nhiều điều kiện để tiếp xúc gần gũi thật sự với nhau, cho nên thành ra cái người này họ quan điểm của họ là mắt không thấy thì tâm không phiền á, cảm giác như vậy, cho nên họ mới lựa chọn cái điều này. Mình thật ra mình thấy á, trong cái mắt của họ bạn rất là vĩ đại, rất là to lớn, rất là đáng ngưỡng mộ, và họ họ không biết phải làm sao với bạn. Giống như là chúng ta bỗng nhiên có một ngày các bạn nhận được một gói hàng rất là siêu to, khổng lồ, siêu đẹp, khổng lồ, siêu siêu quý giá, và bỗng nhiên các bạn cảm thấy mình không có xứng đáng nhận nó, nhưng chỉ đem nó trưng trong nhà của mình á thì nó không có giá trị gì hết. Nó xứng đáng được trưng bày ở một viện bảo tàng, hoặc là một cái căn nhà đẹp, một cái quảng trường lớn, một cái nơi nào đó hào hoa hào nhoáng, một cái nơi đó sang trọng, xứng đáng với giá trị của cái vật quý đó, chứ không phải là trong cái căn nhà tồi tàn này. Thì giống như kiểu mình thấy là họ họ thật ra cái đối tượng này có rất là nhiều cái vấn đề về cái giá trị bản thân và về cái cảm xúc của họ. Nhìn chung thì họ họ biết là bản thân họ có những cái vấn đề đó, nhưng mà họ không có muốn thay đổi. À, để cho họ cuộc sống dễ dàng vậy thì họ cứ đẩy các bạn đi thôi. Đẩy các bạn đi là cách dễ nhất. Bởi vì nếu mà họ sợ là nếu mà ở bên các bạn á, thì thứ nhất là có thể họ kéo các bạn xuống luôn cái vũng bùn với họ, hoặc là các bạn buộc họ phải đối mặt với những cái thứ cái họ không muốn đối mặt, những cái khoảng tối bên trong họ. Thì là dù như thế nào thì họ cũng không muốn, họ cũng không lựa chọn việc ở bên các bạn. Cho nên ở đây á, mình hy vọng là cái sự từ chối của cái người này, cái sự rời đi của cái người này, nó không có khiến cho các bạn cảm thấy tự ti về cái giá trị bản thân mình. Nó không khiến cho các bạn nghĩ rằng là vậy thì tôi tốt để làm gì, tôi tốt để làm gì mà đến cuối cùng tôi không được gì hết. Mình hy vọng là các bạn sẽ không có những cái suy nghĩ đó, không có những cái ý tưởng đó. Một người đối xử với các bạn như thế nào á, nó mang rất là nhiều cái yếu tố khác, và không không phải chúng ta không tốt, mà là chúng ta chưa phù hợp, chúng ta chưa có hoàn thiện với nhau thôi. Và trong cái mối quan hệ này nó cũng thể hiện một điều á, là bạn có một cái khao khát, không phải khao khát, là kiểu có một cái mong giúp giúp người khác, lúc nào cũng muốn giúp, lúc nào cũng muốn cho người khác á. Và khi một người không nhận của các bạn nữa thì bạn cảm thấy là mình không có giá trị. Đây cũng là một cái bài học mà mình nghĩ là các bạn cần học thêm trong cái cuộc sống của các bạn. Cho nên mình thấy thật sự cái người này là một cái người cũng 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 sâu sắc, khi mà ấn tượng đầu tiên của họ về bạn họ cảm nhận rất là nhiều. Thì có thể cái khúc
cái khúc sau mà mình nói về cái việc họ tự ti á, là họ chưa có cảm thấy được hoàn toàn cái điều đó rõ ràng trong cái lần đầu tiên. Nhưng mà những cái hạt mầm đó nó đã xuất hiện ngay từ những cái lần đầu tiên rồi, và cái câu chuyện nó tiếp diễn trong cái tâm trí họ là như mình đã nói đó. Cho nên mình hy vọng là nếu các bạn đang ở trong một tình trạng chia tay hoặc là khó chịu gì đó, thì các bạn sẽ hồi phục và có những cái nhận định không có bị sai lầm hay lệch hướng về giá trị bản thân các bạn, chỉ vì các bạn gặp một người chưa biết cách để yêu chính bản thân mình. Và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ tư. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài. Và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau.